tử đệ tam mê phong tôn thần thần con lớn thái tử đệ tam phi vương diệt mà lòng nhà gì thường thằng tâu đâu đâu thiên đình tam phủ trước võ thần thần quy đủ bốn phương chuyện nhang thanh tâm tâm sưng một chuyện nhang những tông vị thủy phù các ban các tòa thiên đi chốn đó gì im lặng văn sứ dâng lên thượng lai văn sứ dâng lên quan về tấu đôi chép biên dòng giảng về cho hai chữ trường sinh chữ vũ chữ quý khang linh thọ trường phi cho dũng mạnh khang cường khai quang dòng nhan thật cửa rìa quang minh chứng hình nhân ngã tích tăng cung giả kim công ông hoàng thân cập thánh đê tiền trung vương căn tâm giả từ bi nâng văn chúng sinh cố ngã kim kịch lễ khai quan và chưa đàn duyên
Khánh Hà yên mở trường gì, yên mở trường sinh tiệc ngày 24 tháng 6 sinh ngô thật khắp họ Nam Bắc Huy muôn dân đảo cầu. Họ trường phi cho dũng mạnh mang cửa trước trình Phật Thánh, sau trình vua cha, trình lên cung công ba tòa. Hội đồng quan lớn tam tòa chứng minh sớm lành tấu lên thiên đình. Lòng
vị hoài quốc một khi. Ngài chuyển quân đi lấy học lưu ý, đừng 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 sớm nước phép thời không ai đã. Rồng rồng chắp chắp mà treo bơi, xích đằng sông tuần tuần lạnh lạnh đổi nơi con đi đi về. Lốt xanh vàng chập đồn xuân chiều đình phát văn vỏ bán con sẵn lên mà đón giúp vương con lũ vị hầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.